27 tháng 8, thế giới khó lường, đô la Mỹ trên cao, đầu phiên giao dịch ngày 27 tháng 8, giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chỉ số Mỹ đô la index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, ron Thụy Điển, phờ giang Thụy Sĩ, đứng ở mức 98 điểm, đô la Mỹ đứng ở mức 1 euro đổi 1,1120 đô la Mỹ. 105,94 yên đổi 1 đô la Mỹ và 1,2219 đô la Mỹ đổi 1 bảng Anh. Đầu giờ sáng, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới chưa có dấu hiệu giảm, cho dù áp lực lên cục dự trữ liên bang Mỹ ngày càng lớn. Đồng bạc xanh vẫn được xem là một loại tài sản an toàn khi thế giới khó lường. Đồng USD ổn định ở mức cao, kể cả sau khi Bắc Kinh phát tín hiệu xuống thang và Tổng thống Mỹ Donald Trump báo tin vui từ những cuộc điện đàm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, chia sẻ với báo chí tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp. Ông Trump cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở tình thế tốt hơn bao giờ hết và để ngỏ khả năng có thể hoãn các quyết định áp thuế vừa công bố gần đây. Những diễn biến mới nhất, bao gồm tuyên bố từ ông Trump và đại diện Trung Quốc cho thấy đã có những dấu hiệu đầu tiên về khả năng tan băng trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung Quốc. Trên thị trường trong nước phiên ngày 26 tháng 8, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức 23.140 đồng trên USD và 23.250 đồng trên USD. Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 40 đến 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.